Rồi tiếp tục lên cho anh em con đồng hút nha anh em ơi. Rồi, anh em xem mà tự đánh giá thích thì cứ alo mình nha. Con này để cho anh em vài trăm ca về anh em nuôi. Con này về là có gước 1-2 sạc nha anh em ơi. Dù cũng tương đối khá. Nói chung con này thì anh em nhìn cái là mê ly luôn, cực kỳ là đẹp. Nó tốt toàn diện nha anh em. Con này thì bự con anh em ơi, lông lá mình mẩy bắp mình thì anh em khỏi phải chê. Con này nó bự khổng lồ luôn. Con này thì mình bắt khoảng 2 tầng này nha anh em. Khoảng 2 tầng mà nó đã gáy rồi, gáy bỏ cốt nha nè, sẽ chưa có thúc. Nên em xem tự đánh giá nha, con này thì lông trắng tinh. Chim này chim tơ nha anh em ơi, chim này tơ khủng khiếp luôn á. Con này chuẩn cho anh em về làm gọt mồi nha anh em. Con này gù cũng tương đối là ok. Về là nó rước được 1-2 sạc. Rồi bến hút cũng tốc độ. Mà nó cái giọng hú nghe đã lắm anh em ơi. Gù cũng hú mà thúc cũng hú luôn. Con này mình bắt hai tầng này, nó cũng dạng lắm. Mình quay nó sợ điện thoại nó hơi lóc tóc anh em. Treo mình lên nó thì đứng đến thinh nè, đang khừ à. Xem anh em xem cái tướng tá này anh em khỏi phải chơi luôn. Con này đúng bài luôn anh em ơi. Anh em nào xem ưng thì cứ alo trực tiếp cho mình nha. Con này thì để cho anh em vài trăm ca thôi. Anh em nào mua cũng được. Thì mình bán chim thì không có bao ship nha anh em ơi. Thì anh em bắt chim thì anh em bắt chim thì anh em trả tiền ship giúp mình nha. Anh em xem dạng quy nè, điều băng à. Nói chung ở đây bắt chim thì bỏ cho em không có nuôi nha. Anh em nào ưng thì mình chia hết á. Được giá thì mình sẽ chia cho anh em hết. Rồi anh em nào ưng thì nhắc máy alo cho mình nha.